Xin chào anh em nha. Kênh He Game Online cũng chuyên làm về những video game võ lâm này và các game mobile lậu khác anh em nhé. Anh em sang xem và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em con game là Tầm Long Quyết 3D VN nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server chính nha. Đó, chính thức open server chính vào lúc 19 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2022 nha anh em. Tức là 7 giờ tối ngày mai nha anh em. Đó. Thì mấy anh em có thể tải cái con này tại trang chủ là tầm long 3d.mobi nha. Đây. Thì ở đây nó có link cho mấy anh em tải nha anh em. Anh em nào chơi điện thoại thì chơi, còn không thì có thể tải cái phần mềm giả lập bên đây nha. Về chơi nha anh em. Thì nó cả có cả là Android lẫn iOS nha anh em. Đó, thì mấy anh em nhấp vào chữ tải game ha. Thì nó sẽ hiện ra những cái link cho anh em tải nha. Ở đây là link Android ha. Đây là link iOS ha. Thì ở dưới này thì hướng dẫn cho mấy anh em cài đặt iOS nha anh em. Đó. Đó, thuận tiện cho mấy anh em nha. Thì con này sẽ tặng cho mấy anh em cái bộ cô đi tuân thủ nha. Thì mấy anh em nhập mà cái cô đi tuân thủ thì mấy anh em sẽ nhận những cái phần quà này nha anh em. Như là 30k kim bảo phá nè, 15k kim bảo thường ha. Túi ngân tệ nhân 20 nè, đó, đá cường quá nhân 200 ha. Gương phù văn nhân 60 nha. Đá lửa nhân 200 nha. Đó, rất là nhiều phần quà cho mấy anh em nha. Đó, mấy anh em có thể xem chi tiết tại tại fanpage game nha anh em. Thì ngoài ra mấy anh em có thể làm nhiệm vụ like xe nha. Đó, mấy anh em làm nhiệm vụ like xe thì mấy anh em sẽ nhận được một cái cody like xe nha. Thì cody like xe là gồm có là đá lửa nhân 200 nè ha, kết tinh sử thi nhân 400 nha, dân sát sử thi nhân 200 nha anh em. Đó, đá rèn nhân 60 rồi nè, đó, răng vàng nè ha. Rất là nhiều phần quà cho mấy anh em nha. Thì mấy anh em có thể chơi đăng nhập mỗi ngày là nhận nhiều phúc lợi của game nha anh em. Đó, online nhận thưởng luôn nha. Đó. Con này đã được update mới hoàn toàn nha anh em. Update thời trang rồi, rất là đẹp luôn nha anh em. Rất là ok nha. Thì mấy anh em mà nạp bằng ATM hoặc Momo á thì mấy anh em sẽ được cộng thêm 30% thẻ nạp nha anh em. Đó, rất là ok luôn. Rồi anh em nhớ nha, anh em nhớ nha, server chính sẽ open lúc 19 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2022 nha anh em. Đó, ngày 4 tháng 8 năm 2022. Đó, tức là 7 giờ tối ngày mai nha anh em. Đó. Thì mấy anh em có thể vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em á, mấy anh em nhập cái cody vào nha. Đó. Ở đây là những cái hình thức nạp thẻ nha anh em. Đó, mấy anh em cũng không còn lạ nữa ha. Ở đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Thì mấy anh em sẽ nhập cái gift code vào đây nha anh em. Đó, nhập tại đây nha. Thì ở đây mình chỉ hướng dẫn cho mấy anh em, mình không có nhập nha anh em. Thì mấy anh em có thể nhập tại đây ha, chọn máy chủ rồi nhập ha. Đó, còn những cái phần bên đây á, là phần anh em có thể nạp tiền vào game để chơi nha anh em. Đó, rất ok nha. Rồi sau khi anh em đã nhập hết những cái cody á thì mấy anh em vào phần thư mấy anh em nhận cho mình nha. Mấy anh em nhớ lưu ý giúp mình nha. Rồi khi mấy anh em lần đầu tiên mà nhập game á, lần đầu tiên mấy anh em là nhận game á thì mấy anh em nhớ thoát ra đăng nhập lại giúp mình nha. Sẽ được cập nhật vượt quá hoàn toàn nha anh em. Đó, anh em nhớ cho mình nha. Đó, mấy anh em thấy gameplay rất là đẹp nha. Thì game đã được vượt quá hoàn toàn nha anh em, rất là mượt mà luôn. Đó, rất ok nha. Thì phần giới thiệu con game của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Anh em nhớ là server chính nha anh em. Nhớ server chính nha, server chính sẽ được khai mở vào lúc 19 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2022 nha anh em. Anh em nhớ giờ chơi cho nóng luôn nha. Thì phần giới thiệu con game của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thì toàn bộ link mình để trong phần mô tả nha anh em. Link game, link fanpage nè ha. Thì mình để toàn bộ mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em xem clip thì anh em mở phần mô tả lấy lên giùm mình nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha.